Ủa, bữa nay em chuyển ra đây à? Xin anh vui lòng xuất trình giấy tờ. Làm khó nghe. Trình thì trình, mà không trình thì em cũng biết tên anh, biết rằng luôn tới tuổi. Em đề nghị anh nhận cho em. Một chậu chè nè, hay mấy chậu thêm. Em chẳng bao ăn những lần ăn trái thề. Lần này phải có tiếng lai hồi hồi theo luật lệ giao thông. Không đợi đẹp xong ăn còn trái ngựa kiều. Em không tâm dùng mạnh đang giận người yêu. Thôi thôi, ăn chứ biết bằng dài dòng. Em thấy rõ là người hay giữ xe luôn cũng được nữa. Nhưng nói trước với em, anh đem tiền rất ít. Tính đón người yêu chiều xem chiếu bóng. Mà bãi vàng cho em thì em ơi sao.
sao phút chốc tình vui đã quằn quại theo vết bánh xe buồn. Ý, đừng có nói vậy chứ em. Anh không hiểu sao pháp luật giao thông là nguy hiểm khôn lường. Chẳng được nhiều khi vượt qua đèn đỏ đều có thể gây ra những nguồn tiền những thương tổn không hay. Mai đã tỉnh chứ không có sai, nhưng nếu không à em sẽ phạt anh thêm gấp bội nữa.